Lời khai của nghi phạm dìm chồng chết ngạt trong chậu nước. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga, 41 tuổi, ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, nghi phạm dìm chồng chết ngạt trong chậu nước. Bị chồng đánh nhiều lần, vợ bất ức cầm dao giết chồng. Thông tin từ Dinh, ngày 9 tháng 2, công an huyện Yên Dũng nhận tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng về trường hợp tử vong ngoại viện của ông Dương Xuân M, 49 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện một số vết thương trên thi thể và nghi nạn nhân chết do có tác động ngoại lực. Nhận định tính nghiêm trọng của vụ án, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đã chỉ đạo Công an huyện Yên Dũng tập trung điều tra. Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra. Nguồn: Công an Nhân dân. Theo công an, người nhà ông M cho biết nạn nhân do uống rượu say nên trượt chân ngã, đập vùng đầu và cằm xuống đất dẫn đến mất máu nhiều rồi tử vong. Thế nhưng, qua kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, nạn nhân được xác định chết do ngạt nước. Sau khoảng thời gian điều tra, khoanh vùng, cảnh sát tập trung sự nghi vấn vào bà Nguyễn Thị Nga, SN 1980, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, vợ ông M. Công an sở tại cho biết một trong những căn cứ xác định vợ nạn nhân là hung thủ là từ sau khi chồng chết, bà Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ. Theo Công an Nhân dân, ngày 3 tháng 3, cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú. Ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Dũng phê chuẩn. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Nga khai nhận, khoảng 15 đến 16 giờ ngày 9 tháng 2, tức 28 Tết Tân Sửu, trong khi Nga và con gái, 4 tuổi, đang ngồi xem TV ở phòng khách của gia đình thì ông Dương Xuân M đi về nhà trong tình trạng say rượu, bị ngã út mặt xuống bậc cửa của gia đình. Nga thấy quần áo của ông M đang mặc trên người bị ẩm và bẩn. Thấy vậy, Nga sờ vào người ông M định nâng ông M dậy thì ông M chửi bới và thò tay định bóp cổ Nga nhưng Nga gạt tay ra. Do bực tức nên Nga đi lấy một đoạn dây vải khoảng 70cm mang vào trói hai tay ông M lại. Sau đó đi tìm quần áo để thay cho ông M. Khoảng 20 phút sau, Nga bưng một nửa thau nước và cầm một chiếc khăn vải mang đến vị trí ông M nằm với mục đích để rửa mặt cho ông M. Nga đã lấy một chiếc kéo cắt dây trói tay của ông M. Khi dây vải vừa buông ra thì ông M dùng hai tay túm tóc Nga kéo xuống và chửi bới Nga. Nga đã dùng tay của mình gạt được hai tay của ông M ra rồi lấy một cuộn băng dính quấn dán kín miệng và vòng qua đầu ông M. Lúc này, ông M vẫn tiếp tục chửi bới Nga. Sau đó, Nga đã dìm mặt ông M vào bên trong chậu nước đã mang ra trước đó trong vòng khoảng một phút. Khi đó, ông M mở mắt ra nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Rồi Nga lấy kéo cắt băng dính dán ở miệng ông M ra, thay quần áo, bế lên đặt vào giường ngủ, đắp chăn và đưa con sang nhà hàng xóm chơi. Đến 22 giờ cùng ngày, Nga gọi ông M không thấy trả lời, tiến lại gần sờ vào chân tay ông M thì thấy lạnh nên đã gọi mọi người đưa ông M đi bệnh viện nhưng ông M đã tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu để chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang điều tra theo thẩm quyền. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.